Đây là bài 8 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp Build Trust 1 của hội quán Tam Thế. Tỷ ba cửa, giải ở thắng ở lính sư khảo. Bài 8, ở số 204 tầng 2. Như thường lệ, trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Bạn trai bạn thì sao? 你男朋友呢? Ninh lực 3. Tính lý bua. Cũng lấy cà phê. Dễ dào cà phê. Để uống cà phê. Tâu khơ cà phê. Giáo viên ngoại ngữ. Ngoại ngữ lão sư. Bà nội. Nải này. Có thể vào được không? Có thể vào được không? Thầy giáo Dương, cô giáo Dương. Yang lão sư. Xin hỏi. Xin hỏi. Lục tiên sinh. Lục tiên sinh. Học sinh của học viện ngôn ngữ. Ngữ nhân xuế yuan de xuế sinh. Họ gì? Xin sở mơ? Má đại vi. Má đà vầy. Canada. Canada. Người Mỹ. Mỹ quốc nhân. Học tiếng Trung. 学习汉语. Ký túc xá của Vương Tiểu Vân. Wang Xiaoyun de su sở. Mời ngồi. Chính zuo. Cảm ơn. Xie xie. Có đang ở đây không? Zài ma? Đang ở đâu? Ở đâu? Zài nàr? Xin lỗi. Đuổi bù chỉ. Không biết. Bù chứ đạo. Không sao. Mấy quan xỉ. Tạm biệt. Zài chiền. Trong đoạn hội thoại trên có nhân vật một cô gái trẻ, trong tiếng Trung nói là xiáo jie. Xiáo jie. Xiáo. Xiáo. Jie. Jie. Xiáo jie. Xiáo jie. Hãy nói cô ơi, chị ơi. Xiao jie. Xiao jie. Hãy nghe từ nhà ăn. Chan tiên. Chan. Chan. Tiên. Tiên. Chan tiên. Chan tiên. Xin hỏi. 请问, 请问, xin hỏi nhà ăn ở đâu? 请问餐厅在哪儿? 请问餐厅在哪儿? Xin hỏi Vương Tiểu Vân có ở đây không? 请问王小云在吗? 请问王小云在吗?
Cô ấy đang không ở đây. Tha bú giải. Tha bú giải. Xin hỏi anh có biết bạn ấy đang ở đâu không? Xin hỏi, 你知道他在哪儿吗? Hay nói lại từ nhà ăn. Chán thiên. Chán thiên. Xin hỏi nhà ăn ở đâu? Xin hỏi chán thiên tại nào? Xin hỏi chán thiên tại nào? Hãy nói, chị ơi, xin hỏi nhà ăn ở đâu? Xiao jie, qin wen chan ting zai na er? Xiao jie, qin wen chan ting zai na er? Bây giờ hãy nghe cách nói tầng 2. Er cheng. Từ số 2. Er. Er. Tầng. 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 Tầng 2 nguyên văn là 2 tầng. 二层. 二层. Ở tầng 2. 在二层. 在二层. Hãy nghe số 1. Y. Y. Số 2. R. R. Số 3. San. San. Số 4. Sư. Sư. Số 5. Ủ. Ủ. Số 6. Liều. Liều. Số 7. Chi. Chi. Số 8. Ba. Ba. Số 9. Chiểu. Chiểu. Số 10. Shi. Shi. Số 0, âm Hán Việt là linh. Liếng. Liếng. 204. 204. 204. Hãy nghe từ số. Hào. Hào. Số 204, nguyên văn là 204 số. 204号. 204号. Số 204 tầng 2, nguyên văn là 2 tầng 204 số. 二层204号. Trong tiếng Trung, cái lớn hơn đặt ở trước, cái nhỏ hơn đặt ở sau, tầng 2 rồi mới đến số phòng. Hay nói lại, số 204 tầng 2. 二层204号.
2层204号. Hãy thử nói ở số 204 tầng 2. Sai ở tầng 204号. Sai ở tầng 204号. Chị có biết nhà ăn ở đâu không? Nǐ zhì dào cān tīng zài nǎ ma? Chị ơi, xin hỏi, chị có biết nhà ăn ở đâu không? Xiǎo jiě, qǐng wèn nǐ zhì dào cān tīng zài nǎ ma? Hãy trả lời ở tầng 2, số 204. Tại 2层204号. Cảm ơn. 谢谢. Cảm ơn chị. 谢谢你. 谢谢你. Bây giờ hãy nghe từ không cần cảm ơn. 不用谢. 不. 不. 用. 用. 谢. 谢, 不用谢, 不用谢. Trong đó, 不用 là không cần. 不用, 不用. Xin hỏi anh cần gì? 请问你要什么? 请问你要什么? Anh có cần cà phê không? 你要咖啡吗? 你要咖啡吗? Trong trường hợp này, nếu muốn trả lời là không cần, không được nói là 不要, phải nói là 不用. Tôi không cần, cảm ơn. 我不用,谢谢。我不用,谢谢。 Hãy nói lại, không cần cảm ơn. 不用谢。不用谢。 Hãy nhắc lại, xin lỗi. 对不起。对不起。 Không có gì, không sao cả. Mấy quan gì? Mấy quan gì? Xin lỗi, tôi không biết. Đối với chị, tôi không biết. Đối với chị, tôi không biết. Hãy nghe từ ở đây, ở chỗ này. 这儿, 这儿. Hãy nói, đây là bạn tôi. 这是我朋友. 这是我朋友. Hãy thử nói, chúng tôi ở đây này. 我们在这儿. 我们在这儿. Anh đang ở đâu? 你在哪儿? 你在哪儿?
Mình ở đây này, mình đang ở đây này. 我在这儿。我在这儿。 Chúng tôi đang ở đây này. 我们在这儿。我们在这儿。 Đại Vi, chúng mình ở đây này. 大伟，我们在这儿。大伟，我们在这儿。 Hãy chú ý trong hội thoại còn có một nhân vật tên là Tống Hoa, Sùng Hóa. Sùng, Sùng, Hóa, Hóa, Sùng Hóa, Sùng Hóa. Hay nói tôi họ Tống. 我姓宋. 我姓宋. Xin hỏi quý tính đại danh của anh. 请问您贵姓? 请问您贵姓? Rất vui được quen biết anh. 认识你很高兴。 很高兴认识你. Hãy nói lại, Tống Hoa. Sùng Hóa. Sùng Hóa. Chị ơi, cô ơi. Xiao chị ạ. Đại Vi, chúng mình ở đây này. Ta Wei, 我们在这儿. 大伟，我们在这儿. Tương tự với từ trở và trở, từ na là kia thì na có âm ở đằng sau có nghĩa là ở đó, đằng kia. Hãy thử nói, bố mẹ cậu ở đằng kia kìa. 你爸爸妈妈在那儿. 你爸爸妈妈在那儿. Bạn gái cậu ở đằng kia kìa. 你女朋友在那儿. 你女朋友在那儿. Bây giờ hãy nghe từ đến. Lái. Lái. Từ này đã được học trong cụm từ chuyển lại. Hãy nói đến. Lái. Lái. Hãy nghe từ muộn. Hoãn. Hoãn. Đến muộn. Lái hoãn. Lái hoãn. Hãy nghe từ rồi. Lơ. Lơ. Từ này đọc thanh nhẹ. Muộn rồi. Quả lợ. Quả lợ. Đến muộn rồi. Lái quả lợ. Lái quả lợ. Xin lỗi, mình đến muộn rồi. Tôi bất chỉ của lái quả lợ. Tôi bất chỉ của lái quả lợ. Không sao. Mấy quan xỉ. Mấy quan xỉ. Hãy nói cảm ơn. Xie xie. Chị à, cảm ơn chị. 小姐，谢谢你。小姐，谢谢你。 Anh trai, cảm ơn anh.
哥哥，谢谢你。 哥哥，谢谢你。 Không cần cảm ơn. 不用谢。 不用谢。 Hãy nhắc lại số 204. 204号. 204号. Ở tầng 2. 在二层. 在二层. Xin hỏi nhà ăn ở đâu? 请问餐厅在哪儿? 请问餐厅在哪儿? Xin hỏi đại học ngoại ngữ ở đâu? 请问外语大学在哪儿? 请问外语大学在哪儿? Anh có biết học viện ngôn ngữ ở đâu không? 你知道语言学院在哪儿吗? 你知道语言学院在哪儿吗? Xin lỗi, mình không biết. 对不起，我不知道. 对不起，我不知道. Không có gì, không sao. 没关系. 没关系. Bây giờ hãy nói các số sau. Số 205. 205号. 205号. Số 301. 301号. 301号. Tầng 5. 5层. 5层. Số 202. 202号. 202号. Số 405. 405号. 405号. Bây giờ hãy trả lời các câu hỏi sau theo đúng nội dung của bài. 餐厅在哪儿? 餐厅在哪儿? 在二层204号. 在二层204号. 餐厅在三层吗? 餐厅在三层吗? 不是, 餐厅在二层。 不是, 餐厅在二层。 餐厅在一层吗? 餐厅在一层吗? 不是在二层。 不是在二层。 餐厅在二层203号吗? 餐厅在二层203号吗? 不是在二层204号。
不是在二层二零四号。 Sung Hoa lái quả lắm mà. Trong đó, lái quả lắm mà là đến muộn rồi đúng không? Sung Hoa lái quả lắm mà. Sung Hoa lái quả lắm mà. Bố sư, sư mà ta với lái quả lắm. Bố sư, sư mà ta với lái quả lắm. Bài học này đến đây là hết. Hãy liên hệ với Hội quán Tam Thế qua Face hoặc qua số điện thoại 0977 309 925 để đăng ký học trực tiếp hoặc đến mua trọn bộ các giáo trình của Hội quán nhé.